hàng vạn giống gà lạc thủy có mặt khắp các làng quê Việt Nam. Sản phẩm thịt gà được xuất bán từ Nam ra Bắc. Doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Đó là những thành quả của anh Bùi Đông Giang sau gần 5 năm tham gia khởi nghiệp. Từ con số 0 về nông nghiệp, trở thành giám đốc hợp tác xã chăn nuôi gà. Chuyên gia VTC16 đã đồng hành và hỗ trợ giúp anh Giang vượt qua khó khăn như thế nào. Anh Giang đã có những thay đổi ra sao? Cùng đón xem trong khởi nghiệp hôm nay. Vâng, thưa quý vị, là tôi và chuyên gia Vũ Ngọc Sơn thì đang ở trong căn nhà mới xây của anh Giang. Cả xây nhà và mua đất chắc là cũng phải gần 5 tỷ đúng không ạ? Và có một điều mà tôi vô cùng thắc mắc đối với anh Giang, đó là trải qua 2 năm của dịch Covid-19 thì vào năm 2021 cũng là một năm mà cái thời điểm rất là khó khăn, hình như là càng dịch bệnh thì anh lại càng kiếm được cái sao ấy. Chia sẻ với chú với lại em như này, với lại chuyên gia là thực ra trong những cái năm Covid vừa qua ấy, thì cái nghề chăn nuôi của mình nó cũng có những cái thách thức nhất định. Nhưng tuy nhiên thì từ cái thách thức và cái nguy cơ đổ bể thì nó lại có những cái cơ hội rất là lớn để cho mình phát triển trong cái thời kỳ mà dịch bệnh. Thì tôi cũng nói vui với gia đình, với lại bạn bè là bảo hoặc 2 năm nữa thì khả năng là mình còn giàu to hơn. Bởi vì là lúc đấy là cái cơ hội của mình phát triển. Thực ra lúc đấy có cơ hội rất lớn luôn. Vì các cái nông trại, các cái nông hộ mà chăn nuôi với quy mô nhỏ lẻ và cái chăn nuôi không bài bản, không đầy đủ các cái giấy tờ nguồn gốc xuất xứ ấy, thì vào đúng cái thời điểm đấy là thời điểm người ta kiểm tra rất là gắt gao về vấn đề lưu thông hàng hóa giữa các địa phương. Thì đương nhiên các cái hàng hóa, các cái sản phẩm nào của gia đình nhà nào hoặc là của hợp tác xã nào đấy đầy đủ giấy tờ thì người ta mới cho thông hành. Chính vì vậy là lúc đấy nó mới tạo ra cái điều kiện rất rõ rệt là mình làm ăn chuẩn chỉ rồi, mình có đầy đủ các cái giấy tờ nguồn gốc xuất xứ, sản phẩm của mình tốt thì lúc đó được rất là nhiều người biết đến. Nên là những cái lúc thách thức như thế thì là cái cơ hội lớn cho chúng tôi. Năm 2020 đến 2021, khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, lúc đó hợp tác xã Gà Lạc Thủy đã hoàn thiện đầy đủ thương hiệu, giấy tờ pháp lý. Cùng với sản xuất gà giống, anh Giang đã đẩy mạnh sản phẩm gà thịt thương phẩm, đóng gói hút chân không. Từ đó thịt gà được xuất đi nhiều tỉnh thành của cả nước, mang về lợi nhuận lớn. Bạn Giang thì tôi cũng phải thừa nhận, tức là nếu đã không làm thì thôi, mà đã làm là hết sức có bài bản. Và luôn luôn tìm hiểu một cách rất cặn kẽ những cái định hướng trong quá trình sản xuất. Mà nếu như tự mình mà không tìm ra được thì thường xuyên hỏi với những cái người có kinh nghiệm. Và trong cái quá trình mà chú cháu tôi làm việc với nhau ấy, thì chúng tôi cũng thường xuyên nhận được những cái câu hỏi như vậy. Nhưng cái việc đó là khi triển khai trang trại thì bạn Giang đã làm ngay từ đầu là phải chứng nhận cái cơ sở sản xuất của mình là cơ sở an toàn dịch bệnh rồi. Tự nhiên anh đã có những cái gọi là cái bảo bối đấy, thì anh triển khai là lúc ấy nó rất thuận lợi. Anh Giang thấy rằng là từ cái thời điểm ban đầu khi mà anh tham gia chương trình khởi nghiệp ý, cho đến nay thì anh thấy là mình đã đạt được những cái gì rồi và những cái gì mà anh cảm thấy là vẫn còn chưa hài lòng? Tôi luôn luôn hài lòng với những cái gì mà tôi đã làm được. Và tôi cũng chưa bao giờ tôi cảm thấy thất vọng những cái gì mà tôi đã làm. Tôi chỉ cảm thấy là tôi không hài lòng với những cái gì mà mình chưa làm được thôi. Chứ còn những cái mình đã làm là mình không có một cái gì để mình phải... Dù có thất bại là mình... Đúng rồi, thất bại mình cũng thấy hài lòng. Bởi vì là khi mà mình có thất bại ấy, thì cái đó nó mới cho mình những cái kinh nghiệm để những cái lần tiếp theo mình làm không mắc phải cái lỗi như lần trước nữa. Gia đình nhà tôi cũng như thành viên trong hợp tác xã thì khi mà mình làm vào nông nghiệp thì mình cũng thấy rằng là nó cũng mang lại những cái thành quả nhất định và nó cũng mang lại cái giá trị về kinh tế cũng như là tạo động lực cho bản thân cũng như những người xung quanh để có thể là phát triển lớn hơn lên. Vâng, thưa quý vị, là qua những năm Covid-19 vừa rồi thì chúng ta đã chứng kiến quá nhiều những câu chuyện ở trên khắp các làng quê Việt Nam về những người nông dân bị thất bại vì gặp phải vô cùng những khó khăn, thử thách trong quá trình làm nông nghiệp.
Tuy nhiên thì hy vọng rằng là qua câu chuyện của anh Giang ngày hôm nay thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy được là trong khó khăn, trong thử thách, chúng ta quyết tâm, dám nghĩ, dám làm và tìm hướng mới, chúng ta chịu đổi mới thì hoàn toàn có thể thành công và gặt hái được những thành tựu mà rất nhiều người mơ ước. Anh Bùi Đông Giang tại xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình chính thức tham gia chương trình khởi nghiệp từ tháng 10 năm 2007. Năm 2017, từ một đối tượng chăn nuôi còn bỡ ngỡ là gà Lạc Thủy, với sự trợ giúp của chuyên gia Vũ Ngọc Sơn trong việc lựa chọn những cá thể gà sinh sản hiệu quả, đến nay anh Giang duy trì đàn gà sinh sản ổn định khoảng 3.000 đến 5.000 con. Bình quân mỗi năm, anh cung cấp cho thị trường 25 vạn gà giống chất lượng cao, thu lãi hàng tỷ đồng. Rất may mắn cho tôi cũng như một số nông hộ được tham gia chương trình khởi nghiệp thì mình hiểu biết thêm được và mình nắm bắt thêm được các cái kỹ thuật, các cái kinh nghiệm từ các cái chuyên gia đã hướng dẫn cho mình để mình áp dụng vào, thì trong quá trình chăn nuôi mình cũng gặp may mắn cũng như là thành công hơn các cái nông hộ khác một chút. Chính vì vậy là cái việc làm nông nghiệp này cũng mình thấy rằng là cũng rất là khó, nan giải. Tuy nhiên thì cũng không vì khó như thế mà không có sự thành công ở trong đó. Nên là cái việc mình làm thì mình cảm thấy là mình hài lòng với những cái gì mà mình đã làm được. Khi thương hiệu gà Lạc Thủy đã có chỗ đứng trong thị trường, anh Giang lại có một ý tưởng mới, chăn nuôi gà Lương Phượng đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Hiện nay đàn gà Lương Phượng đã được 9 tuần tuổi. Chuyên gia đánh giá đàn gà đạt cân nặng trung bình nhưng lại không đồng đều. Chỉ được có 70% độ đồng đều. Chưa được 70. Chưa được 70. 67%. Đấy. Thế là kém. Tối thiểu là phải được 75%. Còn tuyệt vời là phải được 90%. Đấy, nhưng mà tuyệt vời trong lúc này là khó, không tránh khỏi được. Mà đúng con này khó kiểm soát trong cái vấn đề cho nó ăn thật. Vì cái bản chất như cháu nhìn thấy là cái con Phượng này nó ăn với cái tốc độ ăn nhanh, rất nhiều. Ăn rất là nhanh. Đúng rồi. Có khi đổ đầu đằng này, đầu kia nó đã ăn hết rồi. Đúng rồi. Theo chuyên gia Sơn, hiện đàn gà đang không đồng đều, do vậy việc bắt gà lớn nhỏ ra từng ô chuồng riêng để có chế độ chăm sóc cho phù hợp là rất quan trọng để đảm bảo gà hậu bị đạt cân nặng tiêu chuẩn cho sản lượng trứng tốt sau này. Vâng, thưa bà con, là trong lúc mà chuyên gia Vũ Ngọc Sơn đang hướng dẫn cho bạn Lộc, kỹ thuật viên trong trang trại của anh Trang về việc là cách thức cho gà ăn như thế nào để gà có thể đồng đều sau khi vừa kiểm tra vừa rồi, thì bây giờ tôi sẽ căng cái tấm lưới này giúp cho bạn Lộc, để một lát nữa thì chuyên gia Vũ Ngọc Sơn sẽ tiếp tục hướng dẫn là chúng ta sẽ nhặt gà nhỏ ra một ô riêng ở trong chuồng để chúng ta có thể quản lý và cho ăn riêng biệt như thế nào để đạt được tỷ lệ đồng đều cao nhất. Thì bước đầu tiên là cháu phải chia nhóm to nhỏ này. Xong bước thứ hai, sau khi cháu chia nhóm rồi thì cháu phải đếm số gà trong nhóm. Và cái bước thứ ba nữa là cháu sẽ thành cháu cân gà ở trong cái nhóm đấy, xác định cái khối lượng trung bình này. Và dựa trên cái khối lượng trung bình này thì cháu sẽ soi cái bảng chuẩn mà hôm trước là chú đưa cho chú Giang ấy. Đấy. Thì nếu mà cái khối lượng nhóm to này mà nó tương đương với 0,9 này thì mình sẽ lấy ăn bằng với lại cái mức chuẩn ở trong cái bảng chuẩn. Thế còn nếu mà nhóm nhỏ mà nó thấp hơn dưới đây thì mức ăn đấy cháu cho ăn tăng lên. Cho ăn tăng lên. Cháu chưa? Cho ăn tăng lên. Bước thứ 4 là cháu sẽ cho ăn. Cho ăn thì cháu sẽ dùng 4 cái tấm bạt hoặc là 3 cái tấm bạt thì tùy theo cái khoang mình chia nó rộng hay nó hẹp thì tùy nhá. Đấy. Giải 4 tấm bạt cùng một lúc cho nó định vị đi đã. Đấy. Và sau đó cái tổng lượng ăn ở trong cái nhóm đấy này cháu phải chia đều đấy ra. Ví dụ như là 25 cân thì mỗi một lần cháu đổ vào cái bạt đấy là chỉ được phép 6 cân, chứ không phải là bạt đổ 7 mà bạt đổ 5 là hỏng luôn đấy. Thì cháu cứ tung cái cám ra giải đều ra cái diện tích rộng bạt, chứ đừng có giải vào một chỗ nghe chưa. Thì cháu làm được cái việc như thế rồi thì cháu cứ vặn nước cho nó uống bình thường. Và nước này nó sẽ được cộng thêm 2 giờ. Sau khi uống hết xong 2 giờ mình để cái đồng hồ đây mình kiểm tra mà. Thế là giờ thì mình cắt nước đi. Sơn ơi, bây giờ là cháu đã răng xong cái lưới này rồi thì đại loại là sau này bạn ấy sẽ răng lại một cái lưới ở góc này đúng không ạ? Và tạo thành một cái
chia 1/3 cái góc chuồng bên này để có thể nuôi cái gà bé ở bên này đúng không ạ? Nuôi cái gà lương phượng là mình phải liên tục chia nhóm. Ở phía dưới thì mình sẽ dùng các cái gạch mình chắn vào này để cho gà nó không chui được sang. Thế sau khi mình tạo thành một cái thành một cái gian chuồng nó cơ động này rồi thì mình sẽ đi nhặt những con bé mình xếp ra một ô và con nhỏ xếp ra một ô. Thế và quá trình mình lại kiểm tra cái khối lượng cơ thể, ví dụ như là khối lượng trung bình của cái đàn nhỏ mà mình soi với cái số khối lượng chuẩn ấy mà nó bé hơn thì mức ăn của nó phải tăng lên, mà bên này khối lượng gà to mà thấy khối lượng của nó đạt bằng chuẩn thì mình lại cho ăn bằng với tiêu chuẩn, còn nếu mà nó to quá thì mình lại giảm mức ăn của nó đi. Đấy, cho nên mình phải chia nhóm thì mới biết được gà cái nhóm của mình là nó to hay nó bé để mình quyết định mình đưa ra cái mức ăn của tuần kế tiếp thì con gà nó mới lớn đều lên được. Lúc trước nuôi gà lạc thủy nó mình vào con hậu bị nó cũng nhàn hơn, không vất vả, và khi mà mình nuôi thì là nó mình nhìn thì nó không phải là gần như là mình không phải sát sao quá về cái mức định lượng cho ăn, thì gần như là mình không phải là ăn thân thoải mái lắm nhưng mà gọi là trên chứ nó không vất vả và cầu kỳ như con gà này nhiều. Ngoài ra, theo chuyên gia Sơn, thời gian chiếu sáng và cường độ chiếu sáng trong giai đoạn hậu bị ảnh hưởng lớn đến tuổi đẻ trứng đầu tiên. Ánh sáng trong chuồng nuôi hiện đang bị dư thừa. Tăng thời gian chiếu sáng trong giai đoạn hậu bị sẽ dẫn đến tình trạng phát dục sớm. Gà đẻ quá sớm khi cơ thể chưa phát triển đầy đủ về thể chất nên trứng sẽ nhỏ và thời gian khai thác trứng ngắn, năng suất trứng không đạt đỉnh cao, gây tổn hại về kinh tế. Vì thế, anh Sang cần giảm bớt bóng đèn. Chế độ chiếu sáng cho gà trong giai đoạn hậu bị trung bình là 10 giờ một ngày. Điện là mình khi mà mình nuôi hậu bị là mình chỉ thắp lờ mờ thôi, không được thắp sáng là con gà nó sẽ phát dục sớm. Thế này là sáng quá à? Như này là hơi bị sáng. Cái chuồng này chỉ cần lắp 3 bóng đỏ này thôi để cho đủ mình nhìn thấy thôi. Lúc cho ăn thì mình có thể mình bật hết lên. Nhưng khi ăn xong cảm thấy trong máng, hết cám rồi mà nước hết tắt rồi là coi như chuồng gần như là lờ mờ tối. Để cho nó hạn chế cái phát dục. Vì cái ánh sáng này là cái nó tác động vào cái tuyến yên. Nó sẽ làm cho tuyến yên nó sinh ra các cái nội tiết tố kích thích phát dục. Cho nên là mục đích của mình răng ra là này để cho nó lớn từ từ. Nó phát dục cách từ từ để đến khi vào cái tuổi sinh sản của nó là nó đạt khối lượng, nó đạt cái tuổi sinh sản thì gà nó mới đẻ tốt được. Chứ đừng bắt nó đẻ sớm quá, đấy, sớm trước tuổi. Dù là một giám đốc rất thành công với giống gà bản địa của quê hương, đó là gà lạc thủy. Tuy nhiên, sang đối tượng chăn nuôi mới này, anh Giang lại gặp phải những bỡ ngỡ. Bởi gà lương phượng được xếp vào giống gà khó kiểm soát, cần yêu cầu kỹ thuật cao. Chúng tôi cũng tuân thủ rất là kỹ lưỡng theo cái hướng dẫn của chuyên gia đấy. Tuy nhiên là nó cũng vẫn mắc phải một số những cái lỗi mà không thể tránh khỏi được. Và hôm nay lúc cân gà tôi nhận thấy rằng là cái sự chênh lệch không đồng đều nó cũng khá cao. Đây cũng là một cái điểm yếu mà chúng tôi cần phải khắc phục trong thời gian tới. Và anh Giang là người đầu tiên tôi dạy anh Giang nuôi gà lạc thủy ở trong nhà bằng cách coi như là nuôi nhốt hoàn toàn. Thế và trong quá trình đồng hành như vậy thì chỉ sau một năm là anh ấy đã hiểu ra được vấn đề là phải nuôi gà lạc thủy trong nhà thì năng suất trứng nó mới tốt lên được. Hy vọng rằng với những thành công đã đạt được từ giống gà lạc thủy, anh Giang sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa với giống gà lương phượng này. Hiện nay anh vẫn duy trì xuất bán gà lạc thủy giống và gà thịt thương phẩm đóng gói hút chân không. Mỗi tháng anh Giang thu về vài trăm triệu đồng. Mô hình của hợp tác xã chăn nuôi gà lạc thủy và con đường khởi nghiệp của anh Bùi Đông Giang đã trở thành niềm cảm hứng cho nhiều nông dân trên khắp cả nước.